Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Huy BT. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về những sự trùng hợp đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử nhân loại. Một con tàu của Đức đã cải trang thành tàu viễn dương của Anh, rồi đụng phải một tàu viễn dương thật của Anh. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, hải quân của cả hai bên Đức và Anh đã trưng dụng các tàu xuyên đại tây dương thuộc sở hữu tư nhân. Ví dụ, Đức đã tiếp quản chiếc cáp Trafalgar và sơn nó màu đỏ đen để bắt chiếc con tàu buôn của Anh có tên là HMS Carmania. Ý định của hải quân Đức là giúp nó trông giống một con tàu của Anh để có thể giúp con tàu tránh được sự chú ý không mong muốn, hoặc thậm chí là giúp con tàu giả mạo này có lợi thế trong trận chiến. Tuy nhiên, điều hy hữu đã xảy ra vào ngày 14 tháng 9 năm 1914 khi con tàu Carmania giả này đối đầu với Carmania thật. Ở thời điểm này, con tàu Carmania thật của Anh đã được sơn màu xám, vì vậy hai con tàu không phải là hình ảnh phản chiếu của nhau. Và điều này đã bị quân Anh phát hiện, và sau đó thì một trận chiến khốc liệt đã xảy ra lần đầu tiên giữa các tàu viễn dương và kết thúc bằng việc con tàu giả này đã bị chìm và chiến thắng thuộc về quân Anh. Violet Jessop sống sót sau 3 thảm họa hàng hải. Violet Jessop có thể là một trong những người may mắn nhất trong lịch sử, hoặc cũng có thể là một trong những người kém may mắn nhất tùy theo cách nghĩ của bạn. Cô đã lên tàu Olympic vào năm 1911 và làm công việc tiếp viên trên tàu. Con tàu sau đó đã va chạm với con tàu HMS Hockey, khiến nó bị hư hại nặng nhưng may mắn là không chìm, và Joseph đã sống sót để kể lại câu chuyện này. Sau đó, vào tháng 4 năm 1912, cô đã lên con tàu Titanic, và chắc hẳn thì bạn đã biết chuyện gì xảy ra với con tàu này rồi đúng không? Nhưng Jessop lại là một trong những người may mắn đã thoát chết trên một chiếc thuyền cứu sinh. Tại thời điểm này, sau những tai nạn trên biển thì hầu hết mọi người có lẽ sẽ tìm kiếm cho mình một công việc trên đất liền, nhưng Jessop thì không. Chẳng bao lâu sau, cô lại nhận một công việc y tá trên tàu Britannic, một con tàu chị em của Titanic, được sử dụng làm tàu bệnh viện trong Thế chiến thứ nhất. Nhưng không được bao lâu thì tàu Britannic lại bị một vụ nổ và bị chìm trong vòng chưa đầy một giờ. Theo hồi ký của Jessop, cô đã lên được một chiếc thuyền cứu sinh, nhưng khi chiếc thuyền hạ xuống nước, nó đã bị vướng vào vòng xoáy của chân vịt của Britannic, và cô đã phải nghe theo mọi người và bỏ chiếc thuyền đó, trong khi cô không hề biết bơi. Jessop, người có lẽ chưa bao giờ học bơi, rõ ràng là được cứu bởi áo phao của cô ấy. Bà này sau đó đã sống đến 84 tuổi trước khi qua đời. Tsutomu Yamaguchi, người đã sống sót sau hai vụ nổ bom nguyên tử. Tsutomu Yamaguchi là một trong những người sống sót thần kỳ trong hai quả bom nguyên tử được Mỹ thả xuống Nhật Bản năm 1945. Anh ấy đang làm việc ở Hiroshima vào ngày mà Hoa Kỳ thả quả bom đầu tiên xuống Nhật Bản. Yamaguchi đã bị hất tung lên không trung, nhưng may mắn vẫn sống sót sau vụ nổ và trở về nhà ở Nagasaki. Tại đây, anh ta lại xui xẻo đến mức nằm trong đúng vùng nổ bom của quả bom thứ hai. Thời điểm này, Yamaguchi đang nói chuyện với sếp của mình về sự tàn phá của quả bom ở Hiroshima. Sếp của anh ta thốt lên rằng, làm sao một quả bom có thể phá hủy cả một thành phố? Ngay lúc đó, một ánh sáng trắng đã bùng lên trong phòng, và chính xác, đó là quả bom thứ hai. Sau này khi nhớ lại, anh ta đã nói rằng, đám mây hình nấm đó đã theo tôi từ Hiroshima về Nagasaki. Mặc dù ước tính có nhiều người ở Hiroshima và Nagasaki vào những ngày xảy ra vụ tấn công, nhưng có rất ít người có mặt ở cả hai khu vực của vụ nổ như Yamaguchi, và thật đáng kinh ngạc, ông vẫn sống đến tuổi 93. Một bi kịch đời thực đã lặp lại đúng diễn biến của cuốn tiểu thuyết của Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe đã viết một cuốn tiểu thuyết có tựa đề là Chuyện kể về Arthur Gordon Pym ở Nantucket. Trong đó, thủy thủ đoàn của một con tàu đã rơi vào tình thế tuyệt vọng với con thuyền của họ bị hư hỏng nặng. Cuối cùng, khi không còn thức ăn, thủy thủ đoàn đã phải rút ống hút để quyết định xem ai trong số họ sẽ phải ra đi tiếp theo để làm bữa ăn duy trì sự sống cho những người còn lại. Nhân vật xui xẻo trong câu chuyện này và bị ăn thịt có tên là Richard Parker. Hai người còn lại trên thuyền đã sống sót và được giải cứu, một phần nhờ vào việc ăn thịt kia. Ngoài ra, họ cũng bắt được một con rùa và ăn thịt nó. Vài thập kỷ sau, một chiếc du thuyền ngoài đời thực có tên là Minotaur đã bị chìm trong một cơn bão ở Ấn Độ Dương. Phi hành đoàn 4 người đã sống sót bằng chiếc xuồng ba lá, nhưng họ đã không kịp tích lũy đồ ăn và đồ uống. Và giống như những người đàn ông trong câu chuyện của Poe, có lúc họ đã ăn thịt một con rùa. Nhưng điểm đáng sợ hơn là họ đã thực sự phải thực hiện việc ăn thịt đồng loại của mình để sống sót. Và tên của thanh niên xui xẻo kia cũng chính là Richard Parker. Robert Lincoln đã được cứu bởi anh trai của kẻ ám sát cha mình. Nếu như tìm hiểu trên mạng thì bạn có thể thấy rằng con trai của Abraham Lincoln là Robert Lincoln đã không có mặt trong 3 vụ ám sát tổng thống của nước Mỹ, nhưng mối liên hệ của ông với 3 thảm kịch đủ gần để khiến nhiều người phải thốt lên rằng thật khó tin. Vào đêm mà cha mình bị ám sát năm 1865, Robert đã từ chối lời mời đến nhà hát Ford
nơi mà cha ông đã bị ám sát, nhưng ông đã ở cùng với Tổng thống khi ông qua đời vào sáng ngày hôm sau. Năm 1881, khi đang giữ chức Bộ trưởng Chiến tranh, Robert đã có mặt tại nhà ga đường sắt Baltimore và Potomac khi Tổng thống James Garfield bị bắn. Cuối cùng, Garfield đã qua đời ngay sau đó. Có thể là do sự chăm sóc y tế không được tốt khiến vết đạn của ông đã không được chữa khỏi. Hai thập kỷ sau, Lincoln đã đến Buffalo để thăm triển lãm Liên Châu Mỹ, một dạng phiên bản của Hội chợ Thế giới. Khi đến nơi, Robert được thông báo ngay rằng Tổng thống William McKinley đã bị bắn. Anh ấy đã đến thăm McKinley hai lần trong tuần đó và rất vui khi thấy rằng, theo dự đoán của anh ấy, Tổng thống đang trên đà phục hồi. Nhưng đáng buồn thay, McKinley đã trở nên tồi tệ hơn và qua đời một tuần sau đó. Tất cả những điều đó chúng ta có thể nhận định là do mối quan hệ chặt chẽ của Robert Lincoln với các lãnh đạo quyền lực của nước Mỹ, nhưng đây mới là phần kỳ lạ nhất. Có thể Robert đã không có cơ hội để có mặt trong bất kỳ bi kịch nào của các tổng thống này nếu như trước đó anh ấy không tự mình tránh được một tai nạn trong gang tấc tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Jersey. Thời điểm đó, Robert đã rơi vào một tình huống có thể khiến anh ra đi mãi mãi khi anh đã ngã xuống ngay giữa một đoàn tàu đang di chuyển và sân ga. Nhưng may mắn thay, anh đã được một trong những diễn viên nổi tiếng nhất thời bấy giờ kéo lên an toàn. Người đó chính là Edwin Booth và cũng chính là anh trai của John Wilkes Booth, kẻ sau này đã ám sát chính người cha của Robert. Nhật thực toàn phần là sự trùng hợp về thời gian và không gian. Nhật thực toàn phần là việc mặt trăng dường như che khuất toàn bộ mặt trời. Lý do mặt trời và mặt trăng có kích thước gần như giống hệt nhau đối với chúng ta là một sự ngẫu nhiên của thời gian và không gian. Như nhà thiên văn học Mark Galloway đã nói rằng, đường kính của mặt trăng nhỏ hơn gần như chính xác 400 lần so với đường kính của mặt trời, và mặt trời ở xa gần như chính xác 400 lần so với mặt trăng. Tất cả những điều đó đã tạo nên một màn trình diễn bầu trời thực sự thú vị mỗi khi nhật thực toàn phần xảy ra. Nhưng trong thời gian vài trăm triệu năm nữa, điều đó có thể sẽ không xảy ra nữa. Như Galloway đã nói rằng, mặt trăng đang rời xa trái đất với tốc độ bằng tốc độ móng tay của bạn mọc ra. Điều đó có nghĩa là cuối cùng mặt trăng sẽ không xuất hiện đủ lớn từ trái đất để có thể che khuất toàn bộ mặt trời. Việc Johannes Kepler giải mã sai thông điệp của Galileo là đúng. Khi Galileo Galilei quan sát các vành đai sao thổ trong kính viễn vọng của mình, ông không chắc chính xác điều gì đã tạo nên chúng. Với công nghệ thời bấy giờ, có lẽ chúng sẽ trông giống như một vài đốm màu vô định hình ở một bên của hành tinh. Ông ấy đã gửi thư cho bạn bè và đồng nghiệp của mình với dòng chữ lộn xộn như thế này. Ông ấy đã cố tình ngụy trang phát hiện sau khi quan sát của mình trong một mớ chữ lộn xộn, và ý của ông có thể được sắp xếp lại như sau. Câu này dịch ra có nghĩa là, tôi đã quan sát thấy rằng hành tinh cao nhất kia có 3 tầng. Vào thời điểm đó, sao thổ được coi là hành tinh cao nhất vì nó là hành tinh xa trái đất nhất từng được quan sát. Nhưng đây mới chính là sự trùng hợp kỳ lạ nhất. Thời điểm đó, nhà thiên văn học người Đức có tên là Johannes Kepler đã nhận được một trong những lá thư khó hiểu đó từ Galileo. Nhưng thông điệp mà ông ấy giải mã được từ mớ chữ lộn xộn kia lại có nội dung hoàn toàn khác. Câu này được ông ấy dịch ra là xin chào những đứa con của sao hỏa. Và ông đã kết luận rằng Galileo có ý muốn nói rằng sao hỏa có hai mặt trăng. Mặc dù việc giải mã thông điệp của ông là hoàn toàn sai, nhưng kết luận của ông lại vô tình đúng một cách bất ngờ. Hai mặt trăng của sao hỏa được phát hiện sau nhiều thế kỷ, và ngày nay chúng ta vẫn gọi chúng là Phobos và Deimos. Một cặp song sinh thất lạc đã lâu lại có một số điểm tương đồng kỳ lạ. Hai cậu bé tên James đã được tách ra làm con nuôi ở hai gia đình vài tuần sau khi họ chào đời vào năm 1940, và cả hai đều được cha mẹ nuôi đặt tên riêng là James. Hơn 40 năm sau khi họ đoàn tụ, những điểm tương đồng kỳ lạ giữa cuộc sống của họ đã khiến người ta phải sửng sốt. Mỗi người đã kết hôn với một người phụ nữ có tên là Linda và đã ly hôn ngay sau đó. Họ đã cùng kết hôn lần thứ hai, mỗi người đều lấy một người phụ nữ có tên là Betty. Và điều kỳ lạ hơn là cả hai đều lớn lên với một chú chó có tên là Toy và một người anh nuôi có tên là Larry. Cả hai đều có con trai và đặt tên của con trai mình là James Allen. Hai người này đều phải đối mặt với những cơn đau đầu do căng thẳng và tăng cân giống nhau vào thời điểm giống nhau trong đời. Nhà tâm lý học Thomas, giám đốc của dự án nghiên cứu về các cặp song sinh cho biết, tôi đã sửng sốt trước một số điểm tương đồng này.